30 câu nói hay của triết học gia Karl Marx, người sáng lập ra chủ nghĩa cộng sản. Sau đây là 30 câu nói của người sáng lập ra chủ nghĩa cộng sản Karl Marx. Lưu ý, đọc xong nhưng không hiểu. 1. Hãy đẩy những tầng lớp cai trị sụp đổ bằng một cuộc cách mạng cộng sản. Những người vô sản thì không có gì để mất trừ sợi dây xích. Họ có cả thế giới để chinh phục. Những công nhân của tất cả các quốc gia, hãy đoàn kết. 2. Lịch sử sẽ tự lặp lại, trước tiên là một thảm kịch và sau là một trò hài. 3. Tôn giáo là thuốc phiện của con người. 4. Sự sản xuất của quá nhiều thứ hữu ích sẽ dẫn kết sự tồn tại của quá nhiều người vô dụng. 5. Làm theo khả năng, hưởng theo nhu cầu. 6. Lý thuyết cộng sản có thể tóm tắt như sau: sự hủy diệt của tư hữu, tư sản, quyền sở hữu cá nhân. 7. Dân chủ là con đường dẫn tới chủ nghĩa xã hội. 8. Lịch sử của tất cả xã hội là lịch sử về đấu tranh giai cấp. 9. Giới giàu có sẽ làm đủ mọi thứ cho người nghèo trừ việc ngừng đô hộ họ. 10. Trong một xã hội tư sản, vốn có sự độc lập và tính cách riêng, trong khi đó con người thì lệ thuộc và không có tính cách riêng. 11. Ý nghĩa của hòa bình là sự thiếu vắng của sự phản đối chủ nghĩa xã hội. 12. Không có gì có thể có giá trị nếu không có mục đích sử dụng. 13. Loài người là một con vật chính trị, cũng không đơn thuần chỉ là một con vật tập thể, nhưng là một con vật có thể cá tính hóa trong xã hội. 14. Một hình ảnh đang làm ám ảnh châu Âu, hình ảnh của chủ nghĩa cộng sản. 15. Vốn là một loại lao động chết, cũng như con quái vật, nó sống bằng cách bóc lột những lao động đang sống, nó càng sống nó càng hút nhiều lao động hơn. 16. Vốn là sự táo bạo của sức khỏe hoặc tuổi thọ của người lao động, trừ khi nó được điều hành dưới sự ép buộc từ xã hội. 17. Một đất nước phát triển hơn chỉ chứng tỏ cho những nước kém phát triển hơn đó là hình ảnh tương lai của họ. 18. Một nhà văn phải kiếm tiền để sống và viết, nhưng anh ta cũng không nên bằng mọi cách sống và viết để kiếm tiền. 19. Vốn là tiền, vốn là vật liệu, bằng đức hạnh của giá trị đó, vốn có được khả năng để tăng giá trị cho bản thân. 20. Tôn giáo là một sự bất lực tinh thần của con người để giải quyết những vấn đề con người không thể giải thích. 21. Thuốc men chữa sự hoài nghi cũng như bệnh tật. 22. Một người keo kiệt là một nhà tư bản điên, một nhà tư bản là một người keo kiệt lý trí. 23. Đối với một cán bộ nhà nước, thế giới chỉ là một thứ gì đó để điều khiển. 24. Sản phẩm của lao động trí tuệ, khoa học luôn có giá trị thấp hơn giá tự nhiên, bởi vì sức lao động và thời gian để sản xuất ra sản phẩm trí tuệ không liên quan gì tới sức lao động và thời gian để sản xuất bình thường. 25. Bắt một con cá cho một người, bạn có thể bán con cá đó cho anh ta, dạy anh ta cách bắt cá, và bạn sẽ làm hư một cơ hội kinh doanh tuyệt vời. 26. Xã hội không bao gồm những cá nhân nhưng nó thể hiện sự tổng kết của những mối quan hệ đó, những mối quan hệ mà những cá nhân đó có. 27. Những người chủ đất đai, như bao con người khác, rất thích thu hoạch từ những nơi họ chưa gieo hạt. 28. Tôi chỉ biết tôi không phải là một người của chủ nghĩa Marx. 29. Lý do luôn tồn tại, nhưng không phải lúc nào nó cũng có lý. 30. Chính phủ dựa trên một nghịch lý. Nó dựa trên nghịch lý giữa đời sống công cộng và tư nhân, giữa lợi ích chung và lợi ích cá nhân. Vì lý do đó, chính phủ phải bị giới hạn vào những hoạt động tiêu cực. Sưu tầm. Chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu bạn thấy video hay và bổ ích, hãy ủng hộ kênh bằng cách like và đăng ký để xem thêm những video mới nhất nhé.